Sau lưng em á. Hello everyone, xin chào mọi người. Tôi không biết là điều gì đã xảy ra với giọng nói của tôi. Đêm qua tôi mới vừa ngủ dậy và tôi thấy là cái chân của vợ tôi nằm để gần cổ và cái giọng của tôi như thế này luôn. Thật sự phải nói là nãy giờ đang vào đi, mọi người vào đi ạ. Mọi người vào đi. Dạ, vào được ạ. Rồi đi mọi người, ổn cho chú ngồi. Trước tiên là phải làm cho các anh chị không thể ngủ nhiều hơn một tí. Và hẹn mọi người đi buổi sáng, nhưng mà cũng cảm ơn mọi người là đến đây rất là đông, đông hơn dự kiến. Mình rất là xúc động thật sự, tại vì đây là cái dịp cuối năm. Mình biết là các chị có rất là nhiều event hôm nay phải đi, rất là nhiều sự kiện, nhưng mà hôm nay các chị dành thời gian cho Thành đó là một cái điều rất là đáng quý. Xin cảm ơn một lần nữa. Cảm ơn. Cô hoa là chứ. Thank you. Xin cho phép để đây nha. Cảm ơn Trúc Nhân rất nhiều. Thưa quý vị, đây là một cái web drama mà tôi ấp ủ rất là lâu. Là tại vì tôi thấy là trong thời gian gần đây là chúng ta làm rất là nhiều những cái web drama trên thị trường YouTube, và có rất là nhiều những cái nội dung khác nhau. Tôi thì tôi thích chủ đề tình cảm, tâm lý, gia đình. Và tôi thấy là mọi người đang làm về mẹ cũng khá nhiều rồi, nhưng ít ai làm về cha. Và tại vì quý vị thấy là đa số ở Việt Nam của chúng ta, mấy người cha đó ít có được hiểu lắm, không có nói nhiều, mà mỗi lần nói ra rất thô lỗ, rất là cọc cằn. Và hầu như tôi hỏi thật là trong số quý vị ở đây có bao nhiêu người nói chuyện được với ba của mình? Quý vị có thể giơ tay được không? Chưa tới 10%. Đúng không ạ? Chúng ta không thể giao được với ba của mình. Vì sao nhỉ? Nó có một cái khoảng cách vô hình giữa những người đàn ông với nhau. Nó lại có một cái khoảng cách giữa hai thế hệ. Nó lại có thêm một cái khoảng cách nữa giữa hai cái luồng tư duy mới cũ. Và nó có thêm một cái luồng khoảng cách nữa giữa cái sự gia trưởng của cái thời đó và cái sự hiện đại của bây giờ, cởi mở và công bằng. Vậy thì chúng ta luôn luôn trách bố của mình là rất thô lỗ, rất cọc cằn, rất là hung dữ. Chúng ta quên mất những điều mà họ đã làm cho mình. Tại vì những người đàn ông làm không bao giờ nói âm thầm. Nhưng buồn cười là cái tuyệt vời họ làm cho mình nó không được thấy, mà chúng ta toàn thấy những cái khủng khiếp nhất khi họ la mắng mình, thậm chí rất là vô lý. Chúng ta thường nói với bố mình những cái điều không ổn khi mà họ làm với chúng ta những điều không ổn. Nhưng mà ít có ai hiểu được rằng là nếu như bạn ngồi xuống, bạn suy nghĩ, bạn bao dung hơn một tí, vị tha hơn một tí, bạn hãy suy nghĩ là nếu như bạn không may mắn như bạn bây giờ, được đi nước ngoài, được xem YouTube, được lên Facebook đây đó để tìm hiểu thông tin, được tiếp cận với thế giới hiện đại, mà bạn không may mắn để nhận được cái hệ giáo dục nơi mà bố bạn đã từng được giáo dục từ nhỏ tới lớn, bạn sinh ra trong cái gia đình đó với cách giáo dục đó, bạn sẽ lịch sự như thế nào? Chúng ta quên mất sự thông cảm cho họ, bởi vì họ không được giáo dục như chúng ta. Nên chúng ta thiếu sự đồng cảm mỗi khi mà họ la mắng chúng ta vô lý. Rồi tôi tin chắc là các bạn càng về sau các bạn sẽ thấy là mình thương bố mình hơn, mà chẳng biết vì sao. Chỉ vì họ già rồi. Một ngày nào đó các bạn nhìn thấy bố mình già đi, tự nhiên ông yếu đi, lúc đó các bạn mới tự nhiên thấy thương. Tại vì lúc đó họ không la để mắng được mình nữa, không còn hơi sức để họ la nữa. Lúc đó mình mới bắt đầu thương họ. Thì đừng để quá muộn các bạn. Nên tôi muốn làm cái phim này để cho mọi người thấy là có những ông bố, đa số, hầu hết 80% ông bố Việt Nam là như thế. Họ không biết cách nói chuyện với con của mình.
Đôi khi họ muốn làm những điều tốt nhất cho mình, nhưng họ không biết cách. Họ toàn là làm trái ngược lại với cái mà đáng lẽ họ phải nhận được. Đó là sự chia sẻ, đó là sự cảm thông. Và hy vọng là cái web drama lần này với cái chủ đề mới mẻ lần này sẽ nhận được sự đón nhận nhiều từ phía khán giả. Bởi vì tôi biết tôi làm cái điều này cũng khá là liều lĩnh. Người ta sẽ rất thú vị hơn với những chủ đề như là giang hồ hay là đồng tính hay là có gì đó kịch tính, cung chiến, cung đấu này đó. Tôi nghĩ những chủ đề đó sẽ rất là thu hút người ta, hay là ma vân vân. Tại vì những chủ đề nó nghe thôi là nó kích thích mình rồi. Nhưng mà chủ đề nghe gia đình nghe boring nha, rất là chán. Nhưng mà tôi hy vọng là tôi và một số những cái đội ngũ ekip đã cố gắng thực hiện hết mình bằng cái trái tim của mình, thì tôi muốn xoáy vào cái tâm lý mà ít có ai. Đôi khi mình trong cuộc sống bộn bề quá, mình lướt qua mình không để ý giữa tình cảm với cha con và những người trong gia đình với nhau. Hy vọng là quý vị sẽ thích nó. Tôi cũng xin được cảm ơn rất là nhiều những cái ekip cực kỳ chuyên nghiệp đã tham gia với tôi trong cái chút này. Trong đó có thể kể đến, đó là một cái người mà trước giờ làm web drama cũng khá nhiều, đó là Peter Cô. Cảm ơn tôi đã đồng hành với tôi. Đội ngũ rất là chuyên nghiệp, anh em rất là yêu thương nhau, làm việc cực kỳ vui vẻ, không có cái lời ra tiếng vào nào hết. Cái điều thứ hai tôi muốn cảm ơn là bạn Phú Poster đã làm cho một cái poster không thể điện ảnh hơn. Nhìn vô ai cũng nói phim rạp hết, tôi rất là vui vì điều đó. Tôi thích cái sự chỉnh chu, cái điều gì tốt đẹp nhất cho cái sản phẩm của mình. Tôi cũng cảm ơn Ali Hoàng Dương đã hát cái bài hát nhạc phim rất là hay cho phim của tôi. Rất là tình cảm luôn, nghe cái giọng là mình cảm ngay cái bài hát. Và tôi cũng xin được cảm ơn cái dàn diễn viên tuyệt vời mà tôi đã lựa chọn họ. Không phải là vì họ là những người gần gũi với tôi. Nên quý vị sẽ thấy là có rất nhiều người nữa cũng gần gũi với tôi. Tôi muốn đưa họ vào lắm mà nhiều khi nó không có hợp vai. Nên tôi đưa được ai vào thì tôi đưa người đó vào, tại vì mình cũng thương gia đình mình hơn tí, đúng không ạ? Nhưng mà thật sự mà nói là họ đều là những người rất là hợp vai và làm cái vai mình rất là tốt. Và tôi mong là cái web drama này cũng như quý vị sẽ thấy là nó chỉnh chu hơn cái vừa rồi. Quý vị đón nhận nó thì tôi sẽ vui lắm. Xin cảm ơn. Bây giờ mình cùng xem qua cái trailer trước để quý vị thấy là trong cái chuỗi phim mà dài 5 tập này thì cái màu sắc mà nó có sẽ như thế nào nhé. Chúng ta cùng xem cái trailer. Alo. Alo. Đây là cái trailer mà mọi người ưu ái nói là có nửa cái showbiz trong này. Thực ra thì mỗi người ở trong đó chỉ đảm đương vai cameo một tí thôi, nhưng mà dĩ nhiên nó sẽ đủ thú vị để họ không phải là những cái người xuất hiện thoáng qua mờ nhạt, sẽ đủ thú vị quý vị ạ. Tôi mời ai tôi cũng sẽ nghĩ đến cho họ là cái vai của họ sẽ xuất hiện như thế nào. Nãy giờ quên cảm ơn một người. Cái người này rất là dễ thương quý vị. Anh ta bận trăm ngàn việc mà tôi nhờ anh ta ăn cái, bình thường anh ta nợ bài người ta không biết bao lâu mới trả, mà bây giờ tôi nhờ anh ta ăn cái trong thời gian sớm nhất. Tôi có một cái bài phối nhạc phim tuyệt vời, và tôi còn có thêm nhiều cái bài mà quý vị biết là trong điện ảnh người ta hay từ cái bài nhạc phim nó đánh ra một cái giai điệu nào đó, đánh theo nhiều cái trạng thái khác nhau để cho nó thú vị hơn. Thì Đoàn Minh Vũ là cái người đó mix nhạc cho tôi, cảm ơn Vũ rất là nhiều đó. Rất là nice làm cho tôi những nhạc phim tuyệt vời như thế này. Và bây giờ thì mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập 1 của Bố Già.